hàng năm vào tháng chạp âm lịch, khi cái nắng của đầu xuân đánh thức từng chồi non, cây chuyển mình nảy lộc và hoa cũng được một mùa khoe sắc, thì mọi người đều nôn nao chuẩn bị đón một năm mới được bắt đầu bằng ngày Tết cổ truyền, được gọi là Tết Nguyên Đán. Câu chuyện sự ra đời và ý nghĩa của ngày Tết là một câu chuyện dài mà chúng tôi muốn giới thiệu khái quát về những nét chính trong video. Nguồn gốc của Tết Nguyên Đán. Tết Nguyên Đán xuất phát từ văn hóa nông nghiệp của các nước thuộc khu vực Đông Á để thuận lợi cho việc canh tác. Mỗi năm chia ra thành 24 khí tiết, trong đó mỗi khí tiết đều gọi là một thời khắc chuyển giao được gọi là giao thừa. Khí tiết quan trọng nhất trong mỗi năm được gọi là Tết Nguyên Đán, sau này gọi là Tết Nguyên Đán. Theo lịch sử Trung Hoa, Tết Nguyên Đán có từ năm Tam Hoàng Ngũ Đế, năm vào năm 2879 trước Công Nguyên. Qua từng giai đoạn phát triển của lịch sử, ngày Tết cũng có nhiều thay đổi nhưng vẫn giữ được cốt lõi ý nghĩa của những năm ngày mới bắt đầu. Những giai đoạn chính trong Tết Nguyên Đán. Tết chính chỉ diễn ra trong 3 ngày, mùng 1, mùng 2 và mùng 3 tháng Giêng âm lịch. Tuy nhiên, những hoạt động chuẩn bị đón Tết lại diễn ra khoảng 2 tuần trước. Hoạt động đầu tiên phải kể đến là trong những ngày sắp Tết là phải dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng lại nhà, sửa sang phần mộ ông bà. Đây cũng là lúc mà mọi người sắm sửa thêm đồ đạc mới và bỏ đi những đồ cũ mà mong muốn những điều tốt đẹp đều đến với gia đình. Mỗi gia đình chuẩn bị bánh mứt truyền thống, thực phẩm trong đó không thể thiếu là dưa hành, thịt lợn, thịt gà để cúng ông bà trong Tết và cũng dành đãi cho con cháu ở xa về thăm. Vào ngày 23 âm lịch, nhân dân ta có tục đưa ông táo, bà táo về trời. Trong tín ngưỡng người Việt, đây là một vị thần trông coi những việc lớn nhỏ trong mỗi gia đình, mỗi năm đều đến. Này, thời gian này cởi cá chép lên trời tâu mọi chuyện với Ngọc Hoàng. Ngày cúng ông táo, bà táo ngoài bánh trái vàng mã không thể thiếu cá chép. Đến 25 Tết, những gia đình có thờ cúng ông bà, lên mâm cơm để xin ông bà đi chơi, rồi ngày 30 Tết rước ông bà tổ tiên về ăn Tết cùng con cháu. Những ngày cận Tết là lúc bàn thờ tổ tiên đã sửa soạn đủ mâm ngũ quả, cầu, đủ, xoài, sung, chuối, dưa hấu là những loại trái được lựa chọn hàng đầu. Mai vàng ở miền Nam và hoa đào ở miền Bắc cũng sắp bung tỏa những nụ hoa đón giao thừa. Ở các gia đình giữ truyền thống gói bánh chưng, bánh tét thì đêm 29 và 30 mọi người quay quần bên nhau để canh nồi bánh và trò chuyện đến tận khuya. Vào đêm giao thừa, mọi người đoàn tụ và cùng nhau đón thời khắc quan trọng của một năm mới với hy vọng những điều tốt lành sẽ đến. Mùng 1 Tết, ai đều thức sớm, ăn mặc đẹp, lịch sự để cùng nhau chúc Tết. Con cháu đến thăm ông bà, thắp nén hương, tưởng nhớ những người đã khuất. Người lớn lì xì lọc đầu năm cho trẻ con. Ở một số nơi vẫn quan trọng tục xông đất, chọn người hợp tuổi với gia chủ đầu tiên để đến, để cho mọi việc trong một năm mới được thuận buồm xuôi gió. Ý nghĩa của Tết Nguyên Đán. Tết Nguyên Đán là dịp để mọi người nghỉ ngơi, thư giãn sau một năm làm việc vất vả. Vì thế, đây cũng là lúc diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, triển lãm thu hút khách du lịch mọi nơi. Không chỉ thế, ngày Tết còn là dịp hiếm hoi để con cháu đoàn tụ với ông bà ở xa, anh em ngồi chung một mâm cơm đoàn viên sau một thời gian xa cách. Tết còn là thời điểm thích hợp để học sinh thể hiện lòng biết ơn thầy cô giáo, bạn bè sau những ngày gặp lại. Tết cổ truyền lưu giữ những giá trị tốt đẹp của một dân tộc có truyền thống hiếu nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Vì thế, ngày Tết cần gìn giữ và phát huy cho đến thế hệ mai sau. Đừng vì những lợi ích cá nhân mà biến những ngày Tết thành thời gian ăn chơi, nhậu nhẹt. Mỗi chúng ta nên cùng nhau giữ gìn nét văn hóa này để đón một mùa xuân thật trọn vẹn đang về.